Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Tại thời điểm tháng 7 Ngô này, giá xe đã bắt đầu hạ nhiệt Và Hyundai Santa Fe cũng vậy, giá xe đã không còn kênh cao như những tháng trước Nguồn xe cũng ổn định, xe đã bắt đầu về nhiều Anh em không phải chờ đợi ký chờ lâu như những tháng trước Và trong video ngày hôm nay, em xin phép gửi đến anh em chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Hyundai Santa Fe Tại thời điểm tháng 8 dương lịch cũng là cái thời điểm tháng 7 Ngô để anh em tham khảo và cân đối tài chính Hyundai Santa Fe hiện tại được phân phối với 4 phiên bản cho anh em lựa chọn cụ thể như sau. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ máy dầu đó là Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp. Phiên bản thứ hai sử dụng động cơ máy xăng đó là Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp. Phiên bản thứ ba đó là động cơ dầu Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn và phiên bản thứ tư đó là Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn. Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn cho mình showroom mua xe, anh em cảm thấy phù hợp thì là mình mua ở đâu cũng được. Và anh em xem video, anh em cảm thấy giá bán em chia sẻ trong video cảm thấy hợp lý thì mua xe ủng hộ em. Và cụ thể mời anh em cùng xem chi tiết video về chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Hyundai Santa Fe tại thời điểm đầu tháng 8 dương lịch này mời anh em cùng đến với bản đầu tiên đây là bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe đó là Santa Fe máy dầu bản cao cấp giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 340 triệu tại những tháng trước thì giá xe kênh khoảng từ 70 cho đến 100 triệu nhưng tại thời điểm này giá xe đã hạ rồi và giá bán cho anh em là 1 tỷ 370 triệu như vậy thì cũng chỉ kênh có 30 triệu thôi về chương trình khuyến mại tặng kèm anh em những phụ kiện sau thứ nhất đó là giảm phí cái nhiệt thứ hai đó là bọc vô lăng bằng da thứ ba đó là một bộ thảm để chân Thứ 4 đó một lọ nước hoa Thứ năm đó là một chiếc thẻ dịch vụ hỏa dưỡng Thứ sáu đó là một chiếc camera hành trình kèm thẻ nhớ 32GB Với giá bán là 1 tỷ 370 triệu Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em đã tính cho anh em Cụ thể như sau Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 553 triệu Anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 526 triệu Anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 12% sẽ là 1 tỷ 534 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% sẽ là 1 tỷ 507 triệu chi phí giao biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng cụ thể đó là lệ phí trước bạ lệ phí cấp biển số lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc cho xe 7 chỗ lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng phí đăng kiểm chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác những phụ phí ở đây nó gồm có tiền công dịch vụ tiền chi phí đăng ký nhân viên đi làm thủ tục ra biển cho anh em những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng tại showroom mà anh em mua xe còn anh em nào ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thì liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi cái bảng kê chi tiết lăn bánh chọn gói qua Zalo hoặc là tin nhắn Facebook cho anh em để anh em tham khảo. Và những anh em ở tỉnh xa ví dụ như miền Trung hay là miền Nam thì anh em có thể là mua xe ngoài em nhưng anh em phải chịu thêm phí vận chuyển và phí vận chuyển nó sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 10 triệu. Anh em lưu ý cho em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp tại thời điểm này và áp dụng tại showroom bên em anh em sẽ được vay tối đa ngân hàng là 85% giá trị xe, cụ thể sẽ tương đương với số tiền là 1 tỷ 164 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em tính cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 20,2 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 12,1 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là 8,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Mức lãi suất thì anh em có thể nhìn trên màn hình em có chia sẻ đây ạ và ngân hàng em giới thiệu đến anh em đây là ngân hàng VPBank. ưu điểm của ngân hàng này là cho anh em vay tối đa 85% thời gian vay tối đa 8 năm không cần anh em phải chứng minh nguồn thu và ngân hàng không cần phải về nhà để thẩm định tài chính ngoài ngân hàng VPBank ra anh em còn có thể là lựa chọn rất là nhiều ngân hàng trong những ngân hàng liên kết với đại lý bên em và trong đó có ngân hàng Sinan Bank sẽ cho anh em vay với cái mức vay tối đa là 80% giá trị xe thời gian vay tối đa là 8 năm và với cái mức lãi suất là 3 năm đầu sẽ được ưu đãi là khoảng trăm trên một tháng từ năm thứ tư trở đi biên độ nó sẽ khoảng là 0,8 rất là thấp nhưng để vay được ngân hàng Sinanbank thì bắt buộc anh em là phải chứng minh được nguồn thu đồng thời ngân hàng chỉ cho vay trong bán kính là 150 km tính từ địa bàn Hà Nội và với gói vay của VPBank gói vay tối đa thì anh em cần phải chuẩn bị cho em cái số tiền ban đầu ít nhất như sau anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 389 triệu anh em ở sài gòn thì anh em cần chuẩn bị là 362 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12 phần trăm anh em cần chuẩn bị là 369 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10 phần trăm anh em cần chuẩn bị là 342 triệu và bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp năm đầu tiên trị giá là khoảng 16 triệu và anh em sẽ phải sử dụng cái dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai của Hyundai Santa Fe, đó là Santa Fe máy xăng bản cao cấp. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 240 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 8 này là 1 tỷ 270 triệu. Như vậy giá xe vẫn đang kênh là 30 triệu. Về chương trình khuyến mại, anh em có thể nhìn trên màn hình, em có chia sẻ chi tiết những phụ kiện mà anh em được khuyến mại cũng giống như bản Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp em vừa mới chia sẻ đấy ạ. Và với cái giá bán là 1 tỷ 270 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em tính cho anh em. Cụ thể như sau, anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 434 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 410 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuê trước bạ 12% sẽ là 1 tỷ 414 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuê trước bạ 10% sẽ là 1 tỷ 391 triệu. Chi phí giao biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp áp dụng tại bên em và tại thời điểm này, anh em được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 1 tỷ 079 triệu thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho anh em cụ thể như sau tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 18, 18 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 11,2 triệu lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 7,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo với gói vay tối này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội anh em cần chuẩn bị là 354 triệu anh em ở sài gòn anh em cần chuẩn bị là 331 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12 phần anh em cần chuẩn bị là 335 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10 phần anh em cần chuẩn bị là 311 triệu vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy xăng bản cao cấp trong năm đầu tiên trị giá là 15,2 triệu Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba đó là Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 130 triệu và giá bán cho anh em là 1 tỷ 150 triệu, như vậy là vẫn còn kênh 20 triệu. Về chương trình khuyến mại, anh em cũng được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như hai bản Hyundai Santa Fe bản cao cấp em vừa mới giới thiệu đến anh em. Em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi đây ạ. Và với cái giá bán là 1 tỷ 150 triệu, chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 238 triệu anh em ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 227 triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 12 sẽ là 1 tỷ 218 triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10 sẽ là 1 tỷ 208 triệu chi phí lăn bánh ra biển số em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác anh em lưu ý cho em và trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này tại thời điểm này và áp dụng tại bên em, anh em được vay ngân hàng tối đa là 977 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em xin phép mà tính cái chi phí gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 17 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 10,1 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 6,8 triệu dư nợ sẽ làm dần trong những tháng tiếp theo anh em cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn zalo với em em sẽ gửi cái bảng kê qua zalo cho anh em để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình và có một lưu ý em muốn chia sẻ đến anh em đối với những anh em đang có nhu cầu vay ngân hàng nếu anh em vay tối đa 85% giá trị xe anh em không chứng minh được nguồn thu và anh em còn độc thân thì tại thời điểm này anh em sẽ phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay của phía ngân hàng anh em lưu ý cho em với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau trường hợp anh em ở hà nội thì anh em cần chuẩn bị là 260 triệu anh em ở sài gòn sẽ là 249 triệu anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 241 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 230 triệu bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ cụ thể bảo hiểm thân vỏ của hyundai santa fe máy dầu bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 16,1 triệu và cuối cùng mời anh em cùng đến với phiên bản Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 030 triệu. Giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 8 dương lịch này là 1 tỷ 050 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng tặng kèm anh em những phụ kiện như ba bản Hyundai Santa Fe em vừa mới giới thiệu đến anh em. Và chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em ở hà nội thì sẽ là 1 tỷ một triệu anh em ở sài gòn sẽ là 1 tỷ một triệu anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 12% hai sẽ là 1 tỷ một triệu và anh em ở các tỉnh áp thì trước bạn 10% phần sẽ là 1 tỷ một triệu chi phí ra biển số lăn bánh anh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn tại thời điểm này anh em được vay ngân hàng tối đa là 892 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lại hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 15,5 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,2 triệu, lãi suất đầu, đầu tiên là 6,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 240 triệu Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 229 triệu Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 12% sẽ là 220 triệu Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạn 10% sẽ là 211 triệu Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ vì anh em mua trả góp Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 14,7 triệu về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Hyundai Santa Fe tại thời điểm này đối với bản xăng cao cấp dầu cao cấp thì có thể có xe giao ngay cho anh em tùy màu còn hai bản xăng tiêu chuẩn và dầu tiêu chuẩn thì dự kiến kỳ chờ qua Ngô sẽ có xe giao cho anh em và tại thời điểm này anh em có thể là đặt cọc thanh toán 70% giá trị xe trong thời điểm này thì anh em sẽ giữ được cái chương trình bán hàng trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của Hyundai Santa Fe tại thời điểm đầu tháng 8 cảm ơn anh em đã xem video anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là chiếc Hyundai Santa Fe nói riêng em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em